Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ kênh của mình Cuộc Sống Thôn Quê Miền Tây nha các bạn. Bấm đăng ký và chia sẻ giùm mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Anh Hậu, bữa nay mình đặt ngày được nhiêu anh Hậu? Sáng được có 3 ký mấy nhiêu. 3 ký mấy bán được nhiêu anh Hậu? Ký được 115.000, ký lương lãi đó, nhì được 160.000 đó. Lương cũng có giá quá nha các bạn. Lương nhỏ nhỏ gì là người ta gọi là lương 3 mà 115 nha các bạn. Lương nhì người ta gọi là 100 gram ăn 100... lên đến 190 gram. Là 130.000 ký nha các bạn. Anh Hậu ngày làm cũng khoảng được 300-400 ngàn nữa các bạn. Đi, tiếp tục. Rồi bây giờ mình theo chân anh Hậu ra ruộng nữa các bạn. Rồi anh Hậu kiếm mấy cái đìa đặt không các bạn? Mấy cái đìa gì chạy lưng được lưng bự, nếu mà chạy chạy lưng bự. Nếu không chạy gì không có nha các bạn. Nếu mà chạy là chạy lưng bự. Đó, mình có lấy ghim theo, mình ghim cho nó cứng cái lợp nha các bạn. Mai trồng thiên nhiên mà im hết.
về mau mau mất sình không. Ừ, máy nó trở lại á. Hoài luôn đó đó. Ôi, bé này leo lên cây me coi anh Hậu đặt trúng nha các bạn. Ồ, thấy bé không? Ồ. Cây này phá hết trơn rồi, không biết người ta cút vợ, người ta cút vợ, người ta đấu luôn.